Vâng, xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh ô tô dân mobile miền Nam Bảo Ngọc. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2019. Bây giờ bên em trước mặt mình em sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị một chiếc xe. Đây là chiếc Nupra sản xuất đời 2002 bản đủ. Và bên tụi em sẽ bán cho anh chị với giá thành là 90 triệu nha anh chị nha. Và bây giờ em sẽ đi sơ lược đồng sơn và nội thất của chiếc xe cho anh chị tham khảo nhé. Vâng, bản số đang đeo là bản số 64A06127. Chiếc xe này bên tụi em đã thu hồi lại ở dưới thành phố Vĩnh Long. Và xe này cũng đã từng bán về cho anh trai. Và bây giờ chiếc xe này là đang đeo bản số đây và chính chủ nha anh chị nha. Anh chị nào lấy thì chiếc xe này bên em sẽ ủy quyền được cho anh chị nha. Chiếc Daewoo Nupra 2 bản đủ này thì xe này là xe siêu cọp nha anh chị nha. Số tiền tụi em bán giá thực sự so sánh là rất là cao với những chiếc xe khác. Thì chiếc xe này là tới 90 triệu lần nha anh chị nha. Và bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham khảo một vòng xem thử cái chiếc xe này có đặc điểm gì mà tại sao có cái giá 90 triệu nha anh chị nha. Thì anh chị cứ nhìn từ bề ngoài, đây là nước sơn của chiếc xe Nupra nè anh chị nè. Nước sơn thì mang một nước sơn màu trắng, cũng còn rất là ok, rất là bắt mắt. Xe này thì cũng có một hai điểm thì mình cũng dặm lại như mấy cái cản mình làm lại. Còn sơn zin của xe này thì còn rất nhiều nha anh chị nha. Đó anh chị tin mắt nè, những cái lường liếc này là vẫn còn nguyên nè anh chị nè. Xe này zin rất là khá nhiều nha anh chị nha. Đây là bộ đèn trước thì theo năm tháng thì cũng có một hai vết ố và vết chảy. Và xe cũng là chạy trên đường nhiều thì đương nhiên cũng phải có một hai vết chảy nha anh chị nhé. Chứ không thể nào là kêu là như một chiếc xe mới mình mua mới từ trong salon mình mua ra được nha anh chị nhé. Chiếc xe này thì đăng kiểm còn rất là lâu nha anh chị nhé. Tới tháng 5 năm 2020. Và bốn cái vỏ thì hầu như còn được là 80-90% luôn anh chị ạ. Vỏ trước này còn được 90%, vỏ sau thì còn được 70-80%. Thì đây em sẽ sơ lược lại nước sơn nè anh chị nè. Đây là nước sơn cửa bên phụ nè. Thì có một hai điểm yếu tố thì nó bị chạy chạy, thì mấy cái này mình sẽ khắc phục được nha anh chị nha. Đây là bên cửa tài nha anh chị nha, nước sơn bên cửa tài. Thì em đi một vòng cho anh chị tham khảo. Nước sơn còn rất là ok nè anh chị nè. Cặp đèn thì vẫn còn sáng rực và rất là sạch sẽ. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu vào bên trong nội thất để cho anh chị tham khảo về chiếc Nupra siêu cọp này nhé. Thì chiếc xe này cũng đã được trang bị một lớp phin chống nắng, và những cái viền này là viền chống ồn, đây được dán viền chống ồn. Cửa đây là cửa tài nè anh chị nè. Em sẽ xâm nhập vô trong nội thất có cái gì nha anh chị nhé. Thì trước tiên em cũng giới thiệu về sơ và dàn cửa tài cho anh chị. Đây là từ gân nè anh chị thấy không? Gân vân gân nổi rất là nhiều nè. Bốn kính xe này là bốn kính chỉnh điện nha, hệ thống xe chỉnh điện hết nha anh chị nhé. Đây là sùng chỉ nè anh chị nè. Đó, sùng chỉ của chiếc Nupra siêu cọp nè anh chị. Sùng chỉ zin đẹp đẹp nha anh chị nha. Đây là cửa tài nè anh chị. Đó, từ bản lề anh chị thấy mở cửa rất là bót nè, bản lề còn rất là kiếm nè, đi ra đi vô là vẫn ok. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng, vô một phát là khít luôn. Thì đi sâu vào bên trong nội thất nè, thì anh chị nhìn sơ qua là xe được trang bị một lớp ghế nỉ zin theo xe. Chỉ có xe zin thì đa số xe gia đình thì người ta mới xài ghế nỉ nha anh chị nha. Thường thường những cái xe dịch vụ thì đa số người ta sẽ xài ghế da cho nó sạch. Tại vì ghế nỉ thì mình chỉ có phục vụ cho xe gia đình. Đó, ghế nỉ rất đẹp anh chị ạ. Bộ ghế nỉ anh chị thấy không? Đây là băng ghế sau và trần nỉ luôn nha anh chị nha. Đây là vô lăng nè anh chị, hay thấy vô lăng nè, vô lăng của chiếc Nupra nè. Tất cả đồng hồ, công tơ máy, tua máy đồ đều có hoạt động tốt nha anh chị nha. Thì xe này có tích hợp là một cái dàn nhạc, nghe nhạc thôi anh chị, không có cái gì cả, không có màn hình hiếc gì cả. Máy lạnh xe này thì rất là ok nha anh chị nha. Đây là cần số, xe này số sàn, chân số còn rất là mới. Thường thường những cái xe mà anh chị mua, thường thường mình để ý chạy nhiều hay chạy ít, mình nhìn cái cần số đó anh chị, hoặc là mình nhìn chỗ cái vô lăng nào là mình cũng biết nè, nó mòn nhiều. Đây là gọi là gân nè anh chị nè. Đó, chẳng hạn như những cái tắp bi gân nè, nó nổi cái vân vân lên đó, thì những chiếc xe này nó chạy ít người sử dụng. Và những cái chỗ mà dấu hiệu mà chạy nhiều chạy ít là anh chị nhờ phân biệt nhìn cần số nè. Cần số mà nó mòn bóng như cái đầu của mấy ông thầy á thì anh chị cũng nhìn, anh chị cũng hình dung mà được đúng không ạ? Đó, đây là rất là liền, gân ghiếc vẫn còn nè. Bên này là tắp
lô nè anh chị, đắp lô nhìn rất là đẹp nha anh chị nha, kênh còn rất là ok. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi sơ qua những cánh cửa cho anh chị xem và gầm bệ, rồi em mới sẽ đi sâu vào cái khoang máy nha anh chị nha. Và đây là cửa bên phụ nè anh chị nè, cửa bên tài chứ, em xin lỗi, đây cửa bên tài nè anh chị thấy không, gân vẫn còn rất là ok nè. Thì có một hai chỗ xe này cũng được dặm sơn lại nha anh chị nha, chứ không phải là sơn zin hết 100% đâu nha anh chị nha. Những lúc là những chỗ này đá nó văng hay là nó xấu thì mình phải bắt buộc mình phải dặm sơn lại nha anh chị nha. Cửa đây từ bản lề, đây là những cái viền gân nè, còn rất là chuẩn nha anh chị nha, vẫn cái học về che mưa xuống vẫn còn rất là ok. Nói chung con xe này gọi là từ dùng cái danh từ là siêu cọp thì anh chị cũng hình dung là chiếc xe nó như thế nào ạ. Vậy em sẽ tiến hành qua bên cửa phụ cho anh chị tham khảo luôn nè. Đây là cửa phụ, thì cửa phụ bên này cũng tất cả những cái đường cong uốn của chiếc xe từ lúc mà sản xuất ra tới bây giờ là vẫn còn nghiêm hết nha anh chị nha, gân gác là vẫn còn ok lắm anh chị ạ. Đó, sùng chỉ nè anh chị nào thấy không, rất là ok. Đây là cửa phụ bên trước nè anh chị nè, gân gác nè vẫn còn rất là ok nha anh chị nha. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi sơ qua dàn gầm cho anh chị xem luôn. Đây là học về nè anh chị, học về bên phụ nè. Ở dưới này là dàn gầm bên phụ nè anh chị. Đây là hai cái lườn nè anh chị. Anh chị có thể hình dung được hai cái lườn nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Đó, chiếc sự ống kính màn hình thì anh chị cũng tham khảo. Em quay rất là chậm cho anh chị tham khảo về chiếc Nubira sản xuất đời 2002 bản đủ này. Thì anh chị hình dung nó một sở hữu một trang dàn ghế nỉ và dàn gầm của nó thì anh chị thấy có ổn không ạ? Em cũng không nói gì nhiều, tự chiếc sự màn hình thì anh chị cũng tự tham khảo và nhìn được chiếc sự camera em đang quay thì mình cũng hình dung ra là nó như thế nào anh chị ha. Giờ em sẽ tiến hành qua bên dàn gầm bên tài cho anh chị xem nhé. Đây là học về bên tài nha anh chị nha, về còn rất là ok nha. Thường thường những cái chỗ mà xe hơi nó hay mục á, là nó hay mục những chỗ cái học về này nè anh chị nè. Tại vì chỗ cái bánh mình quay á, nước niết đồ nó lên rồi sình đất nó bám mà mình không chịu rửa, mình chạy về mình không rửa là cái mấy chỗ này là nó dễ mục nhất nè anh chị. Anh chị thấy học không? Xe rất là cứng nha anh chị nha. Đây là gầm ở bên tài anh chị. Đây là hai cái lườn nè anh chị nè. Đó, cái sự ống kính thì anh chị quan sát anh chị thấy rất là ok nha anh chị nha. Gầm nếu tương đối theo em thì em nói cái xe này thì kêu gầm nó 100% này cũng không gọi là mình nói xạo quá, nhưng gầm này cũng phải được 90% nha anh chị, tại vì nó sản xuất cũng đời 2002, nó sản xuất cũng đời cao rồi. Đó, kêu gầm mà như xe mới thì không bao giờ có. Nói chung gầm là chỉ tương đối là 90% thôi anh chị ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu vào cái khoang máy cho anh chị xem nhé. Đây, để em vô em nổ máy luôn nha anh chị nha. Để em xem, em vô em nổ máy cho anh chị xem luôn. Đây, hiện tại thì máy đang nổ anh chị ạ. Khoang máy thì rất là khô ráo và sạch sẽ. Thì trước tiên điều em kiểm tra cho anh chị xem là xe qua xem xe có bị đổ hơi hay không. Thì đây hơi hám nè anh chị nè. Thì anh chị nào có tham khảo về một chút về xe thì anh chị cũng hình dung được là xe có đổ hơi không hay đúng không ạ. Đó, thì xe là không có đổ hơi nha anh chị nha. Và chiếc sườn màn hình thì em cũng chia sẻ anh chị luôn. Đây là cái dàn và những cái lườn đây vẫn còn nguyên rin hết nha anh chị nha. Đây keo chỉ nè anh chị thấy nè, từng cm luôn anh chị ạ. Đó, rất đẹp. Thì những cái chỗ này nêu lên là mình không, xe mình không bị cứng đụng nha anh chị nha. Dàn thì nó rất là ok.
Nè, cái tiếng cái cạch cạch này là em đang bật máy lạnh đó anh chị, thì nó lạnh nó cắt để em tắt đi nghe cho nó đỡ bị khó chịu chút xíu. Mình chạy thì nó không sao chứ mình tắt đi thì tiếng ga nó sẽ tròn hơn, tại vì nó đang vù ga để nó áp tải cái máy lạnh đó. Đây là vú bò nè anh chị, vú bò này là anh chị thấy không, vẫn còn zin hết. Đây nước sơn zin luôn, là từ trong đây là sơn zin hết 100% nha anh chị nha. Tại ở trong này thì ít khi nó bị chày chụa nên không có ai giảm cút đâu anh chị ạ. Đó, sơn zin hết 100%. Anh chị nhìn sơ qua nhìn nó rất đẹp nha anh chị nha. À, thì với chiếc Nubira này thì dung tích máy là 1.6, thì xăng ăn uống cổ, xăng cổ thì nó nằm khoảng cỡ 7 lít trên 100 cây số nha anh chị nha, và chạy rất là ok. Và anh chị nào sở hữu chiếc Nubira sản xuất đời 2002 bản đủ này thì xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 0935500001 hoặc 0918614642 hoặc 0793955558. À, bên tụi em có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh thành nha anh chị nhé. Thì trong vòng sẽ miễn phí trong vòng bán kính 100 cây số, ngoài bán kính trên 100 cây số thì anh chị vui lòng hỗ trợ thêm tiền phí và tiền chạm cầu đường cho bên tụi em nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này. Nhớ share và đăng ký để cập nhật những mẫu xe mới nhất ở bên ô tô Doanh Mobile. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và em cũng xin chia sẻ với một số anh chị đang tham khảo là chiếc xe này là đời 2002. Đăng ký là đăng ký 5 chỗ ngồi nha anh chị nha, xe không hết niên hạn. Thì cứ 6 tháng mình đi đăng kiểm một lần nha anh chị nha. Thì trong vòng 6 tháng là mình phải đi đăng kiểm. Thì tổng chi phí đăng kiểm của bên của chiếc xe hơi là 130.000 một tháng. Thì mình nhân lên 6 tháng là hết 700 mấy. Rồi phí đường bộ hết 320. Rồi lặt vặt bảo hiểm hết 500.000. Thì một cái bảo hiểm mình mua là mình xài được 1 năm nha anh chị nha. Thì tổng chi phí cho dễ đỡ khỏi nhức đầu là 1 năm anh chị mất cứ 3 triệu tiền đăng kiểm đi, cho nó thoải mái, là khỏi về tính toán là 6 tháng mình mất 1 triệu rưỡi nha anh chị nha. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.